Bây giờ nói về chuyện hôn nhân ha. Đúng rồi. Rồi hồi nãy em nói là chồng em đủ hơi kiểm soát và thích quyết định mọi thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Cụ thể là như thế nào nè? Thì công việc nhà là em làm hết, cơm nước, ăn không vừa miệng, bắt em làm lại cho ăn nha. Còn những lúc mà em đi đâu chơi cũng bắt em phải hỏi ý kiến ông, tiền bạc cũng vậy nữa. Là nói chung khó lắm, em làm gì sai là hỏi tí, nạt một cái. Em lúc em bắn dí lên trời, em đứng luôn, em không làm gì được. Em đã đứng rồi thì ông càng nạt nữa. Sợ lắm, bữa đó bỏ về quê luôn. Bỏ về quê được mấy ngày cũng lên lại. Mẹ nói sao mày không về luôn đi. Em nói thôi em nhớ ông lắm. Ngủ có một đêm đâu mà lạnh, không có chịu nổi. Cũng phải bắt xe lên với ông. Thì có buồn không Trinh? Có buồn về chuyện đó không? Buồn. Buồn thì phải tìm cách giải quyết. Bữa đó ông đuổi đi luôn. Em nói thì đi đi về quê luôn nha. Mà đâu có muốn về luôn đâu. Mình về thăm gia đình mình giận có mình về thôi. Chứ cũng đâu có muốn về luôn. Cái ông chạy giờ nói giờ anh đón em đi. Ông cũng chấp nhận. Cũng về 2-3 lần cũng trốn. Ông về 2-3 lần giận quá đó. Về tới nhà nha bà mẹ bà la. Bà la bà không cho đi luôn. Cái là em leo lên xe ông nắm cái đuôi xe ông. Anh đừng có đi nha. Nó giận lắm luôn rồi á. Giận nó luôn mà vẫn nhớ ổng là coi như mình không bỏ được. Mình muốn bỏ, trong lòng muốn bỏ mà không bỏ được. Ổng nó vừa dắt xe ra khỏi cái cổng là em dí theo luôn. Em đang ở trong nhà em dí ra. Em nắm cái đuôi xe không em nị là anh đừng bỏ em đi nha. Em leo lên xe ổng em ngồi luôn. Cái hai đứa đi mà mẹ cũng nhìn theo cũng thấy bà buồn nhưng mà thôi. Tức là mẹ la quá nên là anh cũng giận đúng không? Ừ, nó có nhiều việc lắm nhưng mà không gần như là mẹ không có la gì đâu. Dạ. Tức là chỉ khuyên nhủ vợ thôi. Thì dạ. Vợ thì nói chung tánh con nít. Dạ. Tánh con nít trẻ hơn rồi. Rất trẻ. Ừ. So ra thì rất trẻ, trẻ hơn mình rất nhiều. Dạ. Thì mình xem vợ mình là giống như là cái phiên bản của mình ngày xưa. Thì thành thử ra là mình ngày xưa thì mình không có ai để mình chăm sóc, mình chiều chuộng. Bây giờ mình có một cái phiên bản như vậy thì mình cũng cố gắng mình chăm sóc chiều chuộng. Nhưng mà nhiều khi nó vượt cái mức cái kiểm soát của mình. Để ra là chứ thương lắm. Tánh tình rất là trong sáng. Thật thà. Thương là thương ở chỗ thật thà, trong sáng. Chân chất. Hôm qua cách nói là thấy rất là chân chất này nè. Chị có cảm giác giống như là chồng em mà có gia trưởng thì đối với em nó cũng phải thành vấn đề luôn. Em đúng rồi, em cho nó là tự nhiên, em chỉ giận một chút thôi chứ em không bỏ được. Em giận thôi. Nhưng mà cái gì mình không thích thì mình cần phải góp ý để cho người ta thay đổi. Em đã góp ý rồi nhưng mà anh không chịu. Anh nói là anh đi trước. Là một con người đã đi trước thì phải hiểu nhiều hơn em nên em phải chịu thôi. Nhưng mà lúc đó anh có nói những cái lời nặng lời hay những cái thái độ mà làm cho em cảm thấy bị tổn thương không? Có. Ông nói sao không? Không sống được với ông nữa thì cứ việc đi về quê. Là mình chia tay để em tìm một người khác. Chứ em ở bên anh mà em buồn, em khóc hoài thì anh sao chịu được. Em có nhiều lúc em cũng ngồi em khóc. Em khóc mà khóc cả đêm luôn. Em khóc nữa mà ông khi nào ông dỗ là em mới nín luôn á. Mà ông nhất quyết ông không dỗ em. Cái sáng ra là cơn mắt của em nó sưng bục. Tức là khóc mà muốn anh dỗ mà cứng luôn. Giống nghèo. Tại vì mình nói mà nếu làm được mùa làm hoài nó rất kỳ. Mình vẫn cứ có những cái mình phải chiều chứ. Đang bực bội cứ dỗ. Thì mình biết nó trong những cái gì đó. Khi mà mình hết giận rồi thì mình vẫn thật cày mệt rồi, bây giờ ráng diễn chút xíu đi. Thì cũng ráng chiều chuộng. Khi mà quá sức á, cái lỗi nó quá lớn. Mà nói lại không nghe là bắt mình dỗ nữa thì bó tay. Còn có lúc giận á, ổng lấy cái cây á đánh em. Nói trời ơi em lớn rồi còn đánh vậy thôi chết em. Cười lắm. Ê, nhưng cái đó không được nha. Không, dữ lắm. Có nhiều lúc giận mà lấy cái cây quýnh em luôn. Quýnh em nói trời ơi, cái cây mà quýnh một cái là có chuyện gì là chết vợ luôn á. Em cản lại. Ghê lắm.